Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Tony Nguyễn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là làm sao để mình biết được một cô gái có thích mình hay không. Và biết đâu khi mà các bạn xem xong video này thì các bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình. Các bạn có bao giờ mà đi đến công ty làm hoặc là đi học ở trong lớp và gặp một người con gái và mình cảm thấy là rất là thích cô ta, và hoặc là mình cảm thấy là hình ảnh cô gái đó xuất hiện trong cái ý nghĩ của mình suốt những cái thời gian mà mình đi về nhà, hoặc là mình ăn uống, hoặc là mình ngủ nghỉ. Nani? Omae wa mou shindeiru. Thì mình lúc nào cũng phân vân là làm sao để mình biết được là cô gái đó có thích mình hay không. Thì rất là dở để biết được là người đó có thích mình hay không. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những dấu hiệu sau đây là để mình biết được là cô gái đó có thích mình hay không. Oh my god! Wow! Thứ nhất là mình cảm thấy mà cô gái đó có cái biểu hiện ngại ngùng hoặc là không bình thường khi mà nói chuyện với mình ở gần bên mình á, thì cô gái đó có những cái biểu hiện không được tự nhiên, giống như là vuốt tóc hoặc là vuốt tai, thì là mình biết được là cô gái đó đã thích mình rồi. Another one. Thứ hai nữa là con gái rất là thích nói chuyện và hay nhóm 5, nhóm 7 nữa, 8 buôn dưa lơ, bán dưa chuột, nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện ông này bà kia. Nhưng mà khi mà cô gái đó nhận thấy mình đang tiến đến gần thì cô gái đó bỗng dưng khự lại và không có còn tự nhiên để nói chuyện giống như mà lúc ban đầu nói chuyện với bạn bè cô gái đó, thì mình nhận biết được là cô gái đó là thích mình rồi đó. Rồi cái dấu hiệu thứ hai á, là có cái triệu chứng tâm lý hay bắt chước, cái xu hướng bắt chước mình, bởi vì cô gái đó cũng thích mình cho nên là trong cái hành động của cô gái đó cũng có cái gọi là xu hướng bắt chước mình. Thì khi mình cười với cô gái đó thì không lâu sau thì cô gái đó cũng sẽ cười lại với mình y chang như vậy. Hoặc là khi mình gặp cô gái đó, mình chào hỏi cô gái đó với một cái hành động mà gọi là dí dỏm đi, thì cô gái đó cũng sẽ không lâu sau cũng là chào lại mình và với cái hành động dí dỏm như vậy, thì mình biết là cô gái đó là thích mình rồi đó. Rồi cái dấu hiệu thứ ba để nhận biết cô gái đó có thích mình hay không thì mình rất là dở đoán, bởi vì con gái là không phải lúc nào cũng là thích nấu ăn hoặc là thích gọt trái cây hay là xách những cái món trái cây mà đỡ ngăn nắp rồi hay đem đến cho mình ăn á, thì đó là cái dấu hiệu để cho mình thấy là cô gái đó thích mình. Bởi vì con gái không phải là rảnh hơi dư hơi hoặc là ở không mà rảnh thời gian mà nấu ăn hoặc là xách gọt trái cây kỹ lưỡng để cho người khác ăn như vậy, thì mình cũng tinh tế để nhận thấy, để nhận biết được là cô gái đó là cũng thích mình rồi đó. Rồi cái dấu hiệu thứ tư để mình nhận biết được là cô gái đó có thích mình hay không thì là cô gái đó hay hờn giận mình, hay giận dỗi mình mà không có lý do gì hết. Nhiều lúc không có lý do gì vẫn giận mình, mà có nhiều lúc hoặc là cái lý do gì đâu đâu cũng giận mình nữa. Thì con gái mà đâu có tự nhiên đi giận không không người dân vậy đâu, thì người ta có quan tâm đến mình, người ta mới giận dỗi mình. Thì lúc đó các bạn cũng rất là dễ nhận thấy được cái biểu hiện đó, thì là cô gái đó cũng đã thích bạn rồi đó. Rồi cái dấu hiệu thứ năm là cô gái đó
quan tâm đến bạn nhiều hơn. Ví dụ là mình làm cái gì, hoặc là mình đi học, hoặc là cái thời khó biểu của mình, đi làm, đi học, cô gái đó cũng để ý những cái sở thích của mình, chơi thể thao, hoặc là nói chung là những cái gì mình thích hoặc là mình không thích thì cô ấy cũng quan tâm và biết được hết tỉ mỉ, thì mình biết được là cô gái đó thích mình rồi đó. Nếu mà cô gái mà các bạn thích, các bạn quan tâm mà có những cái biểu hiện, những cái dấu hiệu như mình vừa nói, thì mình chúc mừng các bạn. Bởi vì cô gái đó cũng đã thích bạn rồi đó. Video này mong các bạn bấm like, chia sẻ, và hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp.